Malaysia sẽ không thỏa hiệp nếu có bất cứ mối đe dọa nào ở Biển Đông. Các nước khóc nghẹn trong khoản nợ khổng lồ 385 tỷ đô vì sáng kiến vành đai và con đường. Trung Quốc liên tục phô trương lực lượng, Mỹ kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hoạt động khiêu khích Đài Loan. Mối đe dọa xâm lược của Trung Quốc đang gia tăng và Hoa Kỳ tiến tới một cuộc chiến tranh lạnh mới. Kính chào quý khán giả đang theo dõi mục tin Biển Đông và eo biển Đài Loan ngày 4 tháng 10 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tờ Theta đưa tin, Thủ tướng Datuk Seri Ismail Seri Yaakob đã nói rằng Malaysia sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ quốc gia nào nếu có mối đe dọa ở Biển Đông. Ông đã nhấn mạnh vấn đề này nhiều lần trong các cuộc gặp với đại diện các quốc gia, cũng như là tại các diễn đàn quốc tế khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng. Ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền được phát sóng trên đài truyền hình địa phương vào tối Chủ nhật ngày 3 tháng 10. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẽ không nhân nhượng về chủ quyền của mình. Trong khi đó, về chính sách an ninh quốc gia và công nghiệp quốc phòng, một trong chín lĩnh vực được chú trọng trong kế hoạch Malaysia lần thứ 12, ông đã cho biết vấn đề an ninh là rất quan trọng vì sự phát triển của đất nước sẽ bị đình trệ nếu có sự hỗn loạn và sự bất an. Ông đã nói, tất nhiên chính phủ từ lâu đã quan tâm đến an ninh và quốc phòng, ngay cả ngân sách của chúng tôi năm ngoái cũng tăng so với những năm trước, vì chủ quyền của đất nước không thể bị xâm phạm. Thưa quý vị, sáng kiến hạ tầng vành đai và con đường, viết tắt là BOI của Trung Quốc, đã khiến cho 165 nước có thu nhập từ thấp đến trung bình mắc nợ lên tới là 385 tỷ đô. Theo nghiên cứu kéo dài 4 năm của cơ sở nghiên cứu A-Data tại Đại học William và Mary của Mỹ, xem xét 13.427 dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tại 165 nước trong 18 năm qua, có tổng giá trị là 843 tỷ đô. Nghiên cứu vừa được công bố gần đây. Vào giai đoạn trước BOI, các khoản vay được cam kết giữa chính phủ với chính phủ. Tuy nhiên đến nay, thì gần 70% các khoản vay được cung cấp cho các công ty quốc doanh, ngân hàng, doanh nghiệp liên doanh và cơ sở tư nhân. Nghiên cứu cho thấy hầu hết những khoản nợ này đã không được thể hiện trên bảng cân đối thu chi của chính phủ các nước, nhưng được hưởng lợi từ sự bảo chứng của chính phủ đi vay, đều làm mờ đi ranh giới giữa nợ công và nợ tư, gây thách thức lớn về quản lý tài chính công. Theo nghiên cứu, 42 nước thu nhập từ thấp đến trung bình có khoản nợ Trung Quốc vượt quá là 10% GDP. Các khoản nợ này không được báo cáo đầy đủ cho Ngân hàng Thế giới vì trong nhiều trường hợp, chính phủ không phải là bên đi vay chính để chịu trách nhiệm hoàn trả. Theo ước tính, thì khoản nợ không được báo cáo đầy đủ hiện nay đã lên đến là 385 tỷ đô. Nghiên cứu còn cho rằng sáng kiến BOI của Trung Quốc khởi động từ năm 2013, đang đối diện với những thách thức lớn và sự phản đối từ các nước. Ông Brad Park, một trong số tác giả nghiên cứu, nói rằng ngày càng có nhiều nước ngừng hoặc là hủy các dự án BOI vì lo ngại rằng đội giá và tham nhũng nợ kéo dài. Malaysia đã hủy các dự án trị giá là 11,58 tỷ đô từ năm 2013 đến 2021. Kazakhstan đã hủy dự án 1,5 tỷ đô và Bolivia là hơn 1 tỷ đô. Ông Park cho biết nhiều nước ban đầu muốn tham gia BOI nhưng giờ đây đã trở nên hối hận, ví dụ như là nước Kazakhstan, Costa Rica và Cameroon. Tình trạng phản đối các dự án này cũng xảy ra tại nhiều nơi và khoảng 35% số dự án bị vướng vào bê bối tham nhũng, vi phạm luật lao động, ô nhiễm môi trường và biểu tình. Theo nghiên cứu, Trung Quốc cho vay với lãi suất cao và thời hạn trả nợ ngắn. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông báo biện hộ rằng không phải là toàn bộ các khoản nợ đều là nợ không bền vững. Cơ quan này đã tuyên bố từ khi khởi động, BOI đã nhất quán duy trì nguyên tắc thảo luận chung, đóng góp chung và chia sẻ lợi ích. Tuy nhiên, việc xảy ra nhiều mâu thuẫn từ khi hình thành đã khiến cho BOI có nguy cơ mất đi động năng và tạo điều kiện cho các sáng kiến khác nổi lên để cạnh tranh. Vào hồi tháng 6, nhóm G7 đã thông báo sáng kiến cơ sở hạ tầng xây dựng lại thế giới mới tốt hơn, B3DFU, nhằm để hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng. Theo ông Park, sáng kiến B3DFU giúp gia tăng sự lựa chọn cho các nước, có thể khiến cho một số dự án thuộc BOI bị hủy bỏ.
Thưa quý vị, Mỹ đã cho biết họ rất lo ngại sau khi Trung Quốc đã cử một số lượng máy bay chiến đấu tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong 2 ngày liên tiếp, và đồng thời cho biết cam kết của họ với Đài Loan là vững chắc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price đã cảnh báo, hoạt động quân sự khiêu khích gần Đài Loan của Trung Quốc là gây mất ổn định, có nguy cơ tính toán sai và phá hoại hòa bình và ổn định khu vực. Ông đã nói, chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh ngừng áp lực và ép buộc về quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi kỷ lục 39 máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào hôm thứ Bảy. Bộ Quốc phòng của hòn đảo tự trị cho biết, trước đó, vào hôm thứ Sáu, ngày 1 tháng 10, kỷ lục của 38 máy bay phản lực của quân đội Trung Quốc đã xâm nhập ADIZ của Đài Loan. Cuộc phô trương lực lượng của Trung Quốc vào hôm thứ Bảy là lớn nhất từ trước đến nay. Lập kỷ lục mới sau khi họ điều 38 máy bay chiến đấu đến cùng khu vực khi Bắc Kinh đang kỷ niệm ngày Quốc Khánh. Trong hai đợt, các máy bay Trung Quốc bay gần quần đảo Đông Sa của Đài Loan. Phía Đài Loan cho biết đã triển khai chiến đấu cơ để cảnh báo và kích hoạt hệ thống tên lửa phòng không trên mặt đất để theo dõi. Căng thẳng trên eo biển Đài Loan đã tiếp tục leo thang, khiến nó trở thành một trong những điểm chớp nhoáng nguy hiểm nhất giữa Trung Quốc đại lục và Mỹ. Viện trưởng Viện Hành pháp Đài Loan Tô Trinh Sương vào ngày 2 tháng 10 đã chỉ trích Trung Quốc cố tình khiêu khích quân sự và gây tổn hại đến hòa bình khu vực. Thông điệp không chỉ cho Đài Loan. Đài CNA đã dẫn lời chuyên gia Ý Trọng tại Tổ chức Nghiên cứu Hiệp hội Tầm nhìn Chiến lược Đài Loan để nhận xét loạt hành động của Trung Quốc, thể hiện năng lực tác chiến hỗn hợp diễn ra cả ngày lẫn đêm. Theo ông thì các chiến đấu cơ được điều động từ những không đoàn khác nhau, thể hiện việc quân đội Trung Quốc có năng lực phối hợp nhanh giữa các lực lượng để đưa khí tài đến Đài Loan vào bất cứ thời điểm nào. Theo ông Alexander Huang, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Đạm Giang ở Đài Loan, với vụ xâm phạm ồ ạt mới nhất vùng ADIZ của Đài Loan, Bắc Kinh không chỉ là hù dọa Đài Loan mà còn gửi thông điệp chính trị đến Hoa Kỳ và Anh Quốc trong ngày Quốc khánh Trung Quốc, ám chỉ cảnh báo rằng đừng làm điều gì ngu ngốc trong khu vực của Trung Quốc. Trong những năm qua, việc tàu chiến các nước Mỹ, Anh, Pháp và Úc đã đi qua eo biển Đài Loan đã làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Cách đây vài ngày, thì hạm chiến Anh Brigham đã đi qua eo biển này để đến thăm Việt Nam. Đây là lần đầu tiên từ năm 2008, Hải quân Anh đã cho tàu chiến đi qua khu vực này. Thưa quý vị, theo một trung tá quân đội Hoa Kỳ đã nghỉ hưu nói rằng, một cuộc chiến tranh lạnh mới đang diễn ra, một bên là Hoa Kỳ và một bên là Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga. Ông Robert McGinnis đã làm việc như là một chiến binh chiến tranh lạnh trong những căng thẳng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Liên Xô cũ trong vài thập kỷ qua. Ông đã nói rằng sự thù địch giành giật quyền lực của Trung Quốc và liên minh của nó với Nga đã khiến cho ông nhớ lại đến sự trỗi dậy của Liên Xô mà ông đã chứng kiến. Ông đã nói với The Epoch Times, tôi đã từng thấy điều này trước đây và bây giờ tôi thấy nó một lần nữa. Kể từ giai đoạn sau của chính quyền Trump, các nhà phân tích đã đưa ra so sánh này. Vào thời điểm đó, Hoa Kỳ đã bắt đầu có những hành động ngày càng cứng rắn để chống lại hàng loạt mối đe dọa do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra. Chính quyền Biden đã tiếp tục đối đầu sâu rộng với các hành vi hung hăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh việc thành lập liên minh để thiết lập một mặt trận thống nhất chống lại Bắc Kinh. Vào tháng 9 năm nay, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Úc đã khởi động quan hệ đối tác an ninh mới mang tên là AUKUS, với trọng tâm là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Động thái này được nhiều người cho là bá chủ quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khu vực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gần đây đã khuyến cáo Hoa Kỳ và Trung Quốc hàn gắn mối quan hệ hoàn toàn rối loạn và cảnh báo rằng một cuộc chiến tranh lạnh mới có thể là nổ ra. Đáp lại, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki đã khẳng định Hoa Kỳ không tìm kiếm một cuộc chiến tranh lạnh mới với Bắc Kinh và mô tả mối quan hệ Mỹ-Trung không phải là xung đột mà là cạnh tranh. Dân biểu Mike Gallagher đã không đồng tình với quan điểm này. Ông tin rằng Hoa Kỳ đang trong giai đoạn đầu của một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc. Gạt châu Âu sang một bên. Về quan hệ đối tác Mỹ-Úc giữa Mỹ và Anh nhằm hỗ trợ Úc mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ông McGinnis đã nói, không có gì đặc biệt ngạc nhiên khi thành lập một liên minh với Úc. Ông đã tin rằng Úc là một đồng minh ổn định của Hoa Kỳ ở Nam Thái Bình Dương, khu vực có nền tảng ổn định. Hoa Kỳ đã làm dấy lên sự giận dữ ở Pháp. Pháp cuối cùng đã bị đánh bại trong thỏa thuận ký năm 2016 để cung cấp tàu ngầm cho Úc.
đã có những lo lắng về các vấn đề lớn như là sự chậm trễ trong giao hàng tàu ngầm, chi phí vượt mức và liệu tàu ngầm có thể đáp ứng các yêu cầu quốc phòng của Úc hay không. Tuy nhiên, sự sụp đổ ngoại giao đã khiến cho một số nhà phân tích cho rằng có sự rạn nứt ngày càng lớn giữa các nước Eurozone và châu Âu trong cách tiếp cận của họ với Trung Quốc. Dan Steiner, một đại tá không quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu và chiến lược toàn cầu đã nói rằng chính quyền Biden dường như là thiếu tầm xa trong chính sách đối ngoại. Nhưng ông còn nói thêm rằng quan hệ đối tác AUKUS có thể mang lại một chút hy vọng trong tương lai. Ông McKinnick và Steiner đã nhất trí rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và Hoa Kỳ có những mục tiêu tương tự trong AUKUS. Ông McKinnick đã chỉ ra rằng NATO là một nỗ lực phối hợp và đồng bộ nhằm để thách thức sự mở rộng của Liên Xô trong các khu vực khác của châu Âu. Ngay sau khi AUKUS đã được thành lập, Tổng thống Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Washington với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Úc. Các nhà phân tích cho rằng đối thoại an ninh bốn bên, còn được gọi là bộ tứ, cũng nhằm giải quyết vấn đề sức mạnh quân sự và kinh tế ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Steiner đã nói rằng giữa AUKUS và Bộ Tứ, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể nói rằng Hoa Kỳ đang từ bỏ châu Âu, điều này khác với trước đây. Ông Steiner nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể nói rằng thỏa thuận AUKUS và cuộc họp Bộ Tứ cho thấy Hoa Kỳ không còn quan tâm đến châu Âu hay là NATO nữa. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sử dụng sự rạn nứt giữa Hoa Kỳ và Pháp để thúc đẩy chương trình nghị sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ sẽ nói với thế giới rằng bạn không thể tin tưởng Hoa Kỳ. Họ sẽ tiếp tục rao giảng rằng Hoa Kỳ đang rời khỏi châu Âu. Đối với ông Steiner, rõ ràng là Hoa Kỳ đang cố gắng liên minh với các đối tác có khả năng đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn. Những trở ngại đối với liên minh mới. Ông Steiner đã nói rằng có những trở ngại trong việc thành lập một liên minh như vậy và điều này cho thấy là Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thức được rằng nhiều quốc gia mà Hoa Kỳ sẽ cố gắng thành lập một liên minh đã rơi vào bẫy nhện của nền kinh tế Trung Quốc. Ông cho biết Hoa Kỳ đang nỗ lực để thành lập liên minh với các quốc gia châu Á, bao gồm Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mở rộng hoạt động của mình đến hầu hết các quốc gia này. Ông nói ngược lại, các nước ban đầu gia nhập NATO vào năm 1949 không có quan hệ tài chính hoặc là kinh tế với Liên Xô. Việc hình thành một NATO phiên bản châu Á sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc hình thành NATO vào cuối Thế chiến thứ hai. Gia tăng đối đầu. Đối với ông McGinnis, sau khi nhận ra mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra, liên minh tư bản đang đoàn kết cùng nhau để chống lại đội quân đang bùng nổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi Hoa Kỳ là kẻ thù của họ và thế trận quân sự của Trung Quốc và Nga đang gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới. Ông McGinnis cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp thách thức Hoa Kỳ trong lĩnh vực hạt nhân. Ông chỉ ra đã có báo cáo vào giữa năm rằng gần 120 hầm chứa tên lửa đã được xây dựng gần Yumen, một thành phố ở Tây Bắc Trung Quốc, và 110 hầm chứa được xây dựng ở phần phía Tây xa xôi của Tân Cương. Ông nói rằng khi các mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục gia tăng, thì liên minh giữa chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga cũng ngày càng nhận được sự chú ý. Điều này làm gia tăng khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới. Cuộc tập trận hải quân chung đầu tiên của họ diễn ra vào năm 2017. Ông đã nói, gần đây Trung Quốc và Nga cũng đã điều chỉnh cách bố trí của họ ở Afghanistan. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng trên thế giới. Nó không giống như bất kỳ điều gì chúng tôi đã trải qua trong quá khứ. Kính thưa quý vị, bộ tin Biển Đông và eo biển Đài Loan của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.